Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Cái ruộng của mình nãy giờ mình cũng gom được chút hộp giống rồi. Mình để dành đi rồi từ từ mình mở rộng cái ruộng ra ha. Thứ nhất là để cho xung quanh đây nó bớt trống hơn. Thứ hai là mình cũng có thêm những cái lúa mì nè, làm ra những ổ bánh mì ăn ha. Đây, mình sẽ làm thêm bánh mì ăn. Đó, có thêm thức ăn liền. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình dự định là sẽ đi dắt bò về. Gần nhà mình nó cũng có một vài con bò nè. Phía xa xa thì hình như còn có cừu, rồi heo nữa. Đó, mình sẽ dắt hết đem về nuôi ha. Và mình cũng sẽ xây một cái chuồng luôn đi. Mình có khá là nhiều gỗ vân sam nè, chắc mình sẽ dùng gỗ vân sam là chính nè. A few moments later. Rồi, xong phim. Như vậy là đã được một cái chỗ để mình nuôi cừu rồi, nuôi bò rồi. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa chịu ra được. Để bây giờ mình sẽ bắt đầu dắt bọn chúng vô trước ha, rồi hẳn nhốt bọn chúng là sao. Đây đây, cụ đi vô. Gà nữa. Bắt con gà luôn, gà đi ngang bắt con gà luôn. Cái tội đi lông nhông, bắt vô chuồng. Ở đó, yên đó, không đi đâu. Rồi mình sẽ đi dắt bò với heo ha. Và trong lúc lại đây dắt bò thì mình sẽ vô nhà lấy. Không biết mình còn len không nữa. Nếu mà không còn len thì chắc mình phải đi lấy chỉ á, mình ghép lại thành cái cục len. Chỉ cần 2 cục thôi là làm được tấm thảm rồi. Coi coi đủ chưa. À len mình còn, không sao, thoải mái. Đó, làm 3 tấm thảm luôn. Tha hồ mà ốp vô. Rồi giờ thì dắt bò vô nè. Hồi nãy mình thấy gần đây nhiều bò lắm mà sao bây giờ còn có con vậy trời. Ủa mình có quẩn quẩn mình thịt bớt chưa ta, mà sao giờ còn có con bò vậy. Rồi giờ nó cũng bơ mình nữa. Thiệt tình con bò này. Giờ dắt heo đi. Heo. Vậy cưng. Ở trên những cái đồi có rất là nhiều ngựa kìa. Trong tương lai thì mình sẽ thử coi coi em nào chạy nhanh nhanh đó. Mình thu phục ha. Để có ngựa đi khám phá nó cũng tiết kiệm được thức ăn nè. Cũng như là cái thời gian nữa. Ngựa trong đây thấy vậy chạy nhanh lắm. Rồi. Vô chuồng nào. Mấy cưng theo anh. Giờ còn có con bò dắt tạm nữa. Bò với heo mỗi thứ một con à. Rồi, vô. Đấy. Các cưng đã bị dụ. Rồi xong phim. Nhốt lại liền. Đó, như vậy thì mình đã có thể bắt đầu cái công việc là chăn nuôi cừu bò rồi ha. Đây mình sẽ cho cừu ăn trước. Bò không cho ăn đâu, con mình không cho ăn. Không có đuốc ở đây. Không cắm đuốc được. Thôi kệ đi. Nuôi bò xong tối tối nuôi thêm zombie, skeleton các thứ luôn á. Rồi, và bên đây nó còn một chút mía nè. Để mình lấy mía về mình nhân giống thêm mới được. Tại vì cái chỗ mía của mình nó còn ít quá. Mình tính là hôm nay là nếu đủ mía là làm bàn cường hóa đó. Nhưng mà tiếc là mình không có đủ mía. Mới có mấy cây mía à. Thôi thì gom về nhà đi. Rồi mình nhân giống một thể luôn ha. Để sớm có mía làm bàn cường hóa, chứ bây giờ vẫn chưa có đồ để làm bàn cường hóa nữa. Tạm thời bỏ qua cái chuyện mà không đủ mía đi. Mình sẽ tiến hành làm một cái set giáp cho mình ha. Một set giáp nè, một cây cúp nè. Đủ không ta? Ồ, còn dư ra luôn. Được, hợp lý. Mình sẽ làm một cây cúp kim cương trước. Hai que. Làm cây cúp. Đó. Rồi 8 này thì mình sẽ làm một cái quần đi. Ô như vậy thì mình dư ra tới 2 viên kim cương lận. Ok. Là một cái quần kim cương ha. Tại vì mình đã có cái quần sắt rồi. Để có giáp tương đối ổn ổn một xíu. Nhỡ mà có bị quái quýnh thì còn tăng tỷ lệ sống sót ha. 2 viên này thì mình sẽ để làm bàn cường hóa nè. Còn 2 viên này dư ra thì mình để dành đi ha. Hư cúp thì mình sửa lại. Đó là dự định của mình. Còn bây giờ là đi đào sắt. Và trước khi đào sắt để chặt gỗ không ta? Mình phát hiện rồi. Cái con bò nó trốn lên núi, nó nghe mình bắt nó, cái nó trốn lên núi kìa, thấy không? Con bò đáng ghét. Đợi đấy, bữa nào mình cũng dắt nó vô chuồng rồi mình thịt nè. Yên tâm. Rồi, giờ thì lấy một chút gỗ rồi kiếm cái hang. Mà chắc bây giờ mình đào xuống dưới gần nhà mình luôn đi. Chứ tìm hang biết chừng nào nữa. Giờ tự thân vận động ha, tự tạo ra một cái hang cho mình luôn đi.
đây, ngay đây cũng được nữa nè. Rồi, giờ thì đào xuống dưới thôi. Ui, mà không có đốt, quên nữa. Cay thế nhờ. Chắc mình cho một cái cục than trong cái lò nung của mình. Mình làm đốt ha. Có đốt thì mới đi khám phá hang tốt được. Không thôi nó tối ồn mà. Đó. Rồi, có chút ánh sáng là đi khám phá được rồi đó. Đi. Ui, lại trời tối nữa kìa. Lay quay là hết một ngày à. Sao trong chế độ siêu khó nó mau hết một ngày ghê á. Mình sẽ gán đào tầm vài stack sắt ha. Để mình sắp tới ít đi mai lại tập trung vào xây dựng. Ui, sao lạc? Lạc xuống hang rồi. Lạc xuống nguyên cái hang luôn. Ui, đầy đủ. Than về. Đó, mình sẽ gán đào nhiều ha. Để sắp tới mình tập trung mình xây dựng thôi. Rồi đi khám phá. Lâu lâu hẳn đi mai ha. Chứ ngày nào cũng đi mai. Như vậy là xong luôn á. Là không có thời gian đâu mà đi khám phá cũng như là kiếm thêm đồ á. Và ở trong cái phiên bản mới này nó có một cái loại hang mới nữa. Cái hang đó thì chắc ít hôm nữa đi khám phá mình tìm chắc nó sẽ dễ gặp hơn á. Chứ mình đi tìm kiểu vậy thì hơi toan á. Nó có một cái dấu hiệu nhận biết ở phía trên mặt đất luôn. Là mình có thể biết được luôn. Rất là hay. Mà mình vẫn chưa gặp á. Nên khi nào gặp đi rồi mình chỉ cho các bạn xem á. Ố, bên đây nó còn cái hang nữa nè. Nước tràn bờ đê vô rồi. Để mình qua mình coi thử coi. Ồ, hang bị nước nó tràn vô rồi. Ui, nguy hiểm quá. Mình sợ khám phá cái hang này xong mình không đủ oxy mình trở la ra ngấm của tỏi thì tỏi ăn không được. Tốt nhất là không nên khám phá cái hang đó đâu. Ý. Đi một hồi thì mình lại lạc qua một cái hang khác nữa. Tới hồi á, bữa nay là ngày mình tìm được hang hay sao ấy. Liên tục là những cái hang san sát nhau á. Đây là một cái dạng rãnh mới trong phiên bản mới này nè. Hang nhỏ á. Men theo mấy cái này cũng tìm được khá quá quặng đấy. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu đi xuống sâu hơn nè. Wow, nó xây giống như cái bậc thang cho mình đi xuống luôn á. Ghê thiệt. Rồi xuống đây cái đường cùng rồi. Ok. Đi vậy. Và trong đây nó cũng không có nhiều khoáng sản nữa. Thỉnh thoảng thì mới gặp một chút sắt thôi. Ủa đây là đá gì vậy? Đá ba gian miệng. What? Ở trong đây mình còn nghe tiếng nước nữa. Ồ được. Wow. À, nó có một cái hang pha lê nè. Được vậy. Mình có thể đào những cái thạch anh tím á. Được, lấy mấy cái này về mình làm vật liệu xây dựng cũng đẹp lắm. Hình như mấy cái bự bự này là mình có thể đào được rồi nè. Mình sẽ đào mấy cái bự bự đi ha. Ui, cái này nhỏ đào không được. Giờ mình ghép thành những cái khối này xây là hơi bị đẹp luôn. Được. Bữa nào mình rảnh mình lên đây mình đào hết luôn chứ. Không để yên cái đó đâu, để đó nhìn ngứa mắt thiệt á. Để khi nào mình cần thật là nhiều thạch anh tím thì mình sẽ lại cái hang đó rồi khai thác hết luôn ha. Còn bây giờ thì mình chưa có dùng để xây dựng nhiều á. Nên thôi. Và phía bên này mình vẫn còn nghe tiếng con sương nè, kế bên luôn. Wow. Tới hang luôn nè. Ui, nó bắn đào thế. Lượm cái cung của nó. Cung gì đây? Sức mạnh này. Được. Tịch thu hung khí liền. Nguy hiểm quá đây. Ừ, Ripper. Tiêu diệt nó. Ripper trong đây là rất là đáng sợ luôn á. Đang hết đường rồi. Lên trên này một tí. Trên này. Ồ, kim cương. Nice. Tìm sắt mà nó lại ra kim cương nè. Ảo chưa? Để coi mấy viên đây. 1 2
chỉ có 2 viên thôi. Khá là ít. Và bên đây có thêm sắt nè, lấy luôn. Đó, nếu mà bữa nay hên á, mà gom nhiều kim cương một xíu á, thì mình sẽ làm luôn một cái bộ giáp kim cương ha. Tại vì mình chỉ có một mạng ở trong thế giới siêu khó thôi, nên cái việc làm giáp thì là một sự ưu tiên hàng đầu ha. Rồi. Enderman. Chơi lớn nha. Nguy hiểm đây. Ủa, Enderman dịch chuyển đâu rồi? Mèn đét ơi, cái con xương nó bắn cái anh Enderman dịch chuyển mất tiêu luôn. Cay thiệt. Chắc phải làm thêm que rồi. Chế thêm đuốc. Đi tiếp. Có vẻ cái hang này. À, cái này không phải cái hang mà nó là một cái khe nước á. Cái ravine á. Ồ, phiên bản mới nhìn không ra luôn á, trời. Rồi, đào tiếp. Ngọc lưu ly hả? Làm luôn. Giờ mình cũng đang cày kinh nghiệm mà. Đào lưu ly nó cũng cho kinh nghiệm nhiều lắm á. À, trên đây có sắt nè. Ui, xích nữa thì bỏ sắt rồi. Nhiều đấy. Rồi phía bên này mình thấy có ánh sáng nè. Hình như nó có cái hồ nhung nham hay sao á. Nó không phải cái hồ mà nó là một cái dũng thôi. Ui, đó, thấy trùng hiểm chưa? Lọt xuống dưới là xong rồi. Hên thiệt. Nói chung là phiên bản mới này nó nhiều cái. Đó. Hồi nãy mình mà nhảy là mình giống như con zombie đó vậy đó. Nguy hiểm lắm. Trong đây là nhảy phải cẩn thận và suy nghĩ trước nha. Chứ nhảy lung ta lung tung là đi luôn á. Đi mất tiêu luôn á. Rồi. Lại có đường sâu hơn nữa nè. Nhưng mà để mình đào sắt trước đã. Từ từ, không có gì phải vội hết. Cái này nó cũng gần nhà mình thôi. Nên một hồi muốn đi lên thì đào thẳng lên ha. Nhưng mà dừng khoảng chừng là 2 giây. Hình như cái chỗ này hôm qua mình mới đi. Sao mình thấy có đuốc cấm tài lê học me hết trơn vậy? Kìa. Mèn đét ơi, vậy là cái chỗ này nó rộng lắm. Nè, cái chỗ này hôm qua mình đi lên nè. Nè, cái đường mình lên nè. U là trời. Đi nãy giờ vẫn trở lại cái chỗ hôm qua mình vừa khám phá ha. Quá là rộng luôn á. Chỗ này siêu rộng luôn. Nani? What the heck? Mình đi đào thêm đá để làm vật liệu xây dựng mà gặp kim cương. Holy. 1, 2, 3, 4 viên. Cái gì vậy? Nhân phẩm của mình, what the hell? Không tin được luôn. Rồi luôn rồi đó, hiểu số phận. Tự nhiên kia không đúng kiểu kim cương ha. Tự dân tới cúp mình luôn á. Nó kệ đi. Gì quý còn nữa. Vô tình có kim cương free luôn. Làm nhất lẹ. Hên quá. Lúc về thì mình chạy nhanh á nên không có bị quái nó dí kịp á. Và mía của mình tới đâu rồi ta? Mía mình vẫn chưa có lớn được bao nhiêu hết. Mình đang rất là tích cực để nhân giống cái số mía này ra nè. Để sớm có được những tờ giấy rồi chúng ta chế tạo ra những cây sách ha. Rồi, giờ thì về nhà công việc đầu tiên là mình sẽ nung sắt ra. Khi nào mà nhiều sắt đi rồi mình sẽ làm hẳn một cái lò luyện kim luôn. Nung những cái khoáng sản cho nó tiết kiệm thời gian ha. Chứ dùng cái lò bình thường này nung hơi lâu á. Rồi, cho nó nung ra đi. Mình có 4 vàng à. Rồi, nung ra luôn. Xong phim chiếc đi này cũng hốt được thêm 6 viên kim cương nữa. Quá là đã luôn. Hay là bây giờ mình làm tiếp giáp đi ha. Cái nón. Vậy là lại thiếu cái ủng. Tiếc vậy, thôi làm luôn. Sợ gì. Đó, mình đã có nón kim cương ha. Giờ mình kiếm một viên nữa. Mình làm cái ủng kim cương nữa là full một cái set đồ rồi. Quá xa đã. Rồi, và nhân tiện mình đang có một chút sắt thì mình coi công thức của cái
Lò luyện kim coi. Lò luyện kim. Lò hun khói. Không có. À, như vậy là mình phải nấu đá ra nữa nó mới mở công thức tiếp. Lấy ra, nung đá củi ra cái coi. Mình nhớ là nó phải có cục cục đá gì nấu nấu xong đó, nó mới làm được cái lò luyện kim. Tại vì mình ít khi làm cái lò đó đó. Nên cũng không rành công thức nữa. Rồi, có sắt, có đá rồi nè. Để nó bắt đầu mở công thức rồi. Tôi có cái lò đó chưa? Lò luyện kim. Vẫn chưa có. Mình thử mình nung nó lên thêm một lần nữa. Từ từ. Cho nấu nốt cục này đi. Cho nó nung thêm một lần nữa. Nung hoài nung quỷ luôn á. Nung lẹ đi, nung lẹ đi. Rồi, giờ thì coi nào. Đấy, nó mở ra công thức rồi kìa. Lò. Lò luyện kim. Nó cần 3 cục đá mịn và 5 cục sắt ha. Hai cục rồi nè. Sắt thì mình có đủ rồi, giờ thì chỉ thiếu lò. Ôi thiếu đá thôi. Cho nó nung xong cái này đi. Rồi. Dục qua đây cho nó nấu. Sẽ đập cái lò này ra ha. Ai thành lò luyện kim liền, xịn sò con bò liền. Đây. Như vậy thì nung hơi bị nhanh luôn. Rồi cho vô. Rồi xong phim, cho nó nung đi. Đó, nó sẽ nung nhanh gần như là gấp đôi luôn á. Sẽ tiết kiệm được thời gian của mình đi khá là nhiều đó. Rồi giờ có đá rồi, trong tương lai thì chắc mình sẽ bắt đầu sửa lại cái phần mái của ngôi nhà đó. Phần mái phía bên ngoài này nè. Để mình nhìn cho ngôi nhà nó đẹp đẹp hơn á. Chứ nhà mình hiện tại thì cái mái mình chưa ưng ý lắm. Mình lên mình tính sổ với con bò này mới được. Hồi nãy nó dám trốn mình. Nghĩ sao nó dám trốn mình. Mình dẫn về mình yêu thương chứ mình có ăn thịt nó đâu. Mình chỉ lấy thịt thôi chứ mình không có ăn thịt nha, mình lấy thịt của nó. Nó nở lúc nào nó né mình đi. Vô trong chuồng đi cho nó tới số với mình. Mình quýnh vô mồng nó. Đi lẹ nào. Đừng để mình lấy cái roi ra là chết á. Và hiện tại thì mình vẫn còn thiếu hình như là một con heo. À đây đây đây, ngoài này có heo luôn. Mà không có đem theo cà rốt chứ. Thôi kệ đi, trước mắt là dẫn bò vô trước đi ha. Heo thì chủ yếu là lấy thịt à. Mình ăn thịt bò trừ cũng được. Kệ không sao. Có bò là mình bắt đầu mình nhân giống lên ha. Cái mình làm một cái. Ôi, con bò này. Đi về chuồng. Mình dẫn nó kế bên vậy mà nó cũng không đi theo nữa. Đúng là con bò. Đi. Phải đẩy nó nữa nè. Khổ ghê á. Rồi đi vô chuồng giùm cái. Rồi vô đây. Ê con heo, con heo. Ui. Làm gì làm gì. Con heo định vừa cục. Liều lĩnh thiệt con heo này. Chắc mình cho nó vô nồi quá. Con heo nó định vượt ngục à, nguy hiểm thiệt. Oh my god luôn. Mấy con này giờ quá đáng lắm luôn á. Hở cái là đầu vượt ngục, hở cái là đầu vượt ngục à. Rồi. Ừ mình nhân giống thêm cừu luôn đi. Lấy thêm một chút lúa ha. Bốn lúa là đủ cho hai con bò như hai con cừu ăn rồi. Không cần quá nhiều đâu. Hay. Ăn đi mấy cưng. Tới công chuyện với nhau đi. Rồi, và mình sẽ thắp thêm đuốc ha. Để đảm bảo là phía trong chuồng bò của mình nó vẫn có đủ ánh sáng. Không thôi quái nó xuất hiện đầy vào ban đêm mình chết á. Rồi, vậy là có chỗ chăn nuôi là đẹp rồi đó. Ngoài ra thì mình muốn đi khám phá một chuyến thật là xa về phía bên này. Lần trước thì mình thấy ngọn núi cao quá, cái mình quay xe mình về nhà mất tiêu rồi, mình không có đi khám phá tiếp. Để bây giờ tranh thủ trời còn sáng nè, trời trên tít đỉnh đầu mình đi khám phá ha. Rồi coi phía bên này nó là cái gì. Nó có vẻ là một cái vùng savanna ha. Rất là cao luôn kìa. Ui trên đó nó cũng có tuyết nữa. Hoang mạc mà có tuyết luôn. Ghê thì có chứ. Và phía bên đầm lầy thì nó lại có mía nè. Nên mình sẽ tranh thủ mình lấy mía luôn. Nếu mà những cái ngày mà trăng tròn á, mình có thể qua đây để mình săn slime cũng rất là hợp lý ha. Bảo sao lần trước mình đi xuống dưới lòng đất á, mình có săn được một vài cái quả bóng chắc nhờn. Chắc là nó ở dưới cái vùng đầm lầy này nè.
Thôi thử coi. Lỡ rồi đi qua đây thử luôn ha. Đi bắt cua. Bắt cua trên mấy cái lá súng này cũng hơi căng á. Nhảy lên nè. Rồi và cạnh cái vùng savanna là cái vùng gì đây? Ui sau này có cái cây đẹp quá trời nè. Mình thích trồng những cái cây giống như vậy lắm luôn á. Để trang trí á, mà ở nhà mình toàn là cây bé chút ẻn không à. Trồng cây cũng là cả một ngày thật á chứ không đùa đâu. Bên đây lại là vùng đầm lầy. Oh no. Sao đầm lầy không vậy? Ê còn có Enderman nữa. Mình chơi lớn chọc Enderman nè. Để mình lấy ngọc Ender chứ không vậy đó. Ở đây mới cần hai Enderman luôn. Ui nó giận lên, nó giận lên rồi. Chơi lớn nha chơi. Đi chọc Enderman. Cho cái ngọc Ender đi. Xuống đây một cái nữa, một cái nữa. Yeah. Một cái ngọc Ender. Chọc tiếp, chọc tiếp, chọc tiếp. Ủa con đó con zombie hả? Ờ vậy thì không chọc được rồi. Kệ, có được một cái ngọc Ender đầu tiên là cũng quý rồi. Hên là có cái sông nên mình mới dám chọc á, chứ ở trên mặt đất là mình không dám chọc đâu. Nó quýnh mình vài cái là mình đi luôn á. Enderman mạnh lắm, nhất là trong chế độ siêu khó. Rồi tiếp theo là dùng gì đây? Vẫn là đầm lầy. Nhưng mà được cái bên đây khá là nhiều gỗ sồi ha. Nếu mà mình thiếu gỗ sồi thì mình có thể qua đây để mình farm gỗ sồi cũng được. Ok, như vậy coi như chỗ bên này á là cái khu để mình chặt cây đi ha. Ngoài cái chỗ farm cây ở nhà mình thì mình có thể qua đây để chặt cây cho nó tiết kiệm thời gian. Hợp lý, hợp lý. Nữa nè. Tự nhiên đầm lầy. Gần rồi tới đầm lầy tiếp. Thôi thì cho nguyên một cái đầm lầy to đùng đi. Rồi hết đầm lầy tới vùng khác. Ghiền đầm lầy hay sao ấy. Toàn là đầm lầy không à. Ui da. Nhưng mà đầm lầy thì cũng có cái lợi ha. Và cái lợi của nó là có thể cho mình một cái loại bông rất là đẹp luôn. Đây 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 cái bông này. Cái bông này về gắn trước cửa là ha, hơi bị xịn. Đấy, lấy về, lấy về. Với lá súng cũng rất là nhiều nữa. Có gì mình đặt lá súng, mình làm một cái chỗ mình đi ngang cái sông gần nhà mình cũng tiện. Cũng được đó nha. Giờ mới nghĩ tới những cái lợi của nó nè. Và còn rất là nhiều mía nữa. Hợp lý đó. Coi như chuyến đi này mình đi chặt mía đi ha. Đó, cả đống mía luôn. Về nhà ta hồ mà trồng luôn á. Rồi, qua đây nữa. Đã nha. Ủa nhưng mà trời gần tối rồi. Ui no no no. Trời gần tối rồi. Lấy nó xuống mía này đi về thôi. Trời mà sụp tối là mệt mỏi đó. Ui sao đi. Mình nãy thấy trời còn sáng lắm mà. Sao giờ lay quay tối rồi. Mau quá. Trời tối cái vùng đầm lầy này là quái. Dữ dữ không à. Ui sao đằng kia còn nhiều mía quá vậy. Lỡ tham rồi tham cho tới luôn. Chặt nốt số mía đằng kia rồi hả về. Đi bắt cua. Quay qua đó. Bữa nay mình đi chặt mía đêm khuya luôn nè. Để coi coi có biết đường về hay không nha. Hy vọng là đường về an toàn. Quá chỗ đất mía luôn rồi. Mía cao cao không à. Chặt đã ghê á. Nè, lấy quay gần được 2 stack rồi. Vậy là mình sắp đủ số lượng mía để làm giấy rồi. Giờ chắc còn thiếu mỗi da bò thôi à. Da bò chắc phải đi farm bò tiếp rồi. Ố. Ố, trên núi nó có cái gì kìa. Ố, trên núi có con gì trắng trắng. Không biết mình có nhìn nhầm hay không. Để mình lên trên trển thử. Ủa sao đây lại có những cái cây. Cây gỗ rừng nữa, quách tự. Bay ôm trong đây sao lộn xộn sao ngầu hết trơn vậy. Ủa nãy mình thấy trên núi nó có cái con gì trắng trắng mà ta. Ôi xong rồi, hoa mắt rồi. Tự nhiên ở đây lại có một cái cánh rừng nhiệt đới nhỏ xíu nè. Dưa hấu nữa. Mấy cây bay ôm phiên bản mới này khó hiểu thiệt. Kệ đi, mình lấy dưa hấu luôn đi. Một nguồn thức ăn mới. Rồi. Giờ thì mình sẽ chặt một
ít cái cây này để lấy gỗ thôi. Và những cái mầm cây nữa. Thứ mình cần là mầm cây thôi à. Con này đi ra. Đi ra chỗ khác. Cây gỗ gừng thấy vậy chứ cho cũng nhiều gỗ lắm á nha. Khi mà mình chặt á. Giờ thì đợi cho nó rụng lá thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi lấy những cái trái cacao thêm. Trái cacao thì chủ yếu là làm bột nhuộm mà chứ không có công dụng gì nhiều lắm. Ui, tối thấy chưa, mình nói kỳ ban đêm quá, nó xếp hàng thôi, nó đợi mình. Áo. Con xương. Đúng rồi, quay lại xử nó đi zombie, đúng rồi, xử nó đi. Quay lại xử nó. Mình đề ba cho 1 cái. Đề ba cho 2 cái, quýnh á. Quýnh á. Đúng rồi. Đấy. Mình quýnh không lại nhưng mà ha, mình có để đấy, đừng đùa. Rồi được 1 mầm cây rồi nè. Số ít mầm cây vậy. Thêm miếng nữa đi. 2 mầm rồi. 2 mầm nữa là đẹp. Ui da. Cho con zombie nó cầm theo cái mũi tên kìa. Ghê chưa. Mình lấy cung ra mình xử nó luôn. Còn xương không kịp. Xử nó. Quên đi. Nice. Đệ mình được gì không các bạn? Kêu mấy thằng đệ xử lý liền. Ổn láo. Có vẻ là hết mầm rồi. Được có 2 cái mầm mà. Thôi kệ đi, có cũng đỡ hơn không. Rồi lỡ đi rồi đi tiếp một đoạn nữa coi. Tự nhiên đâu có cái vùng rừng nhiệt đới nó lãng xẹt thiệt luôn á. Ui, trước mặt mình là đầm lầy nữa hả? Bự vậy. Thôi đi về. Đêm dài lắm mộng đó. Giờ tranh thủ nửa đêm đi về được rồi. Để hết đêm là mệt đó. Trên đường về thì mình gặp nguyên một cái đàn bò luôn. Dạ các bạn hiểu ý mình chứ. Bò không phải bò mình nuôi mà. Thịt thôi. Bò hoang. Tha hồ mà thịt. Nằm già. Cũng hơi ít nha. Đằng kia nó có cây nấm. Tức là nó gần vùng gỗ sò sẫm. Mấy cái biome phiên bản mới này nó dễ tìm ha. Nó san sát nhau không à. Gì cũng đỡ. Ở đây có bò thêm nè. Thịt tiếp. Đi lây quay một hồi gần hết một đêm luôn rồi. Sợ thiệt. Ui chỗ này ghê vậy. Chơi lớn không? Chơi lớn luôn. Ui da. Ui là trời. Không sao. Chưa ngẫm là được. Múa suýt nữa là đi rồi. Tự nhiên ở đây nó có một cái hang động nè. Ui. Đẹp thật sự. Địa hình phim mới này đúng đẹp ha. Quả cập nhật này chất lượng đấy. Quá trời chỗ đẹp luôn. Cái này mà xây một cái nhà, cái chòi câu cá ở dưới là thầy luôn á. Ui dạ, mình đang bị dí. Chạy trước ra. Bị nhóc nhỏ nó dí. Trong này còn xương nữa. Cái gì? Ngọc lục bảo bây giờ lộ thiên luôn. Thật cái đùa vậy. Miền đất ơi. Giờ có những thứ kiểu như nó hoàn toàn mới đối với mình luôn á. Không đỡ được luôn. Sắt thì nằm lộ thiên trên núi. Ngọc lục bảo cũng lộ thiên. U là trời. Ui dạ. Đau quá. Rồi đi từ từ xuống. Ui. Ui da. Gần về tới nhà chưa? Hình như băng qua cái núi này là về tới nhà mình rồi. Không sao. Nhìn từ xa ngắm coi cái chuồng nuôi bò của mình nó có zombie không. Chứ không tôi là sáng thức dậy là thấy nuôi thêm vài con zombie chóng đó. Nghi lắm. Nhưng mà có vẻ là không có rồi ha. Đấy khá là an toàn luôn. Mình cấm đút rồi mà. Đảm bảo là mấy con bò của mình không bị zombie quấy rầy ha. Ổn áp rồi đấy.
Thôi giờ thì chắc mình lo cho mình trước đi, vô trong ngủ cái. Nguyên đêm đi long nhông không. Không ngẫm là mai rồi đó, về tới nhà là mai lắm rồi đó. Trời trời trời, giang hồ đứng trước nhà. Cái giang hồ, mấy con họ bám. Vô đây cân ba luôn. Vô đây. Vô đây, cân ba luôn. Mặt trời gần lên rồi kìa. Đi gần hết đêm mới về nhà, bó tay luôn á. Sẵn đây thì mình sẽ thu hoạch thêm mía ở gần nhà ha. Để mình nhân giống nốt một lần luôn. Và thu hoạch thêm một lần nữa thì chắc là đủ để mình có thể làm được một cái chỗ bàn cường hóa rồi. Trong lúc rảnh thì mình sẽ thứ nhất là nhân giống bò nè. Thứ hai là farm thêm bò ngoài tự nhiên nữa để nhanh chóng có đủ số da. Rồi mình sẽ làm ra những cái kệ sách ha. Nhanh chóng có được bàn cường hóa thì lúc đó dụng cụ nè, áo giáp của mình sẽ tốt hơn. Cái năng suất làm việc nó cũng cao hơn nữa. Rồi mong rằng mình sẽ sớm làm được. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu như các bạn thích thể loại sinh tồn và những dạng video giống như vậy á, thì đừng quên để lại một like ha. Mình rất vui khi ngồi đếm từng cái like của các bạn đó. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.